Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cũng là hiện tại là buổi tối cuối cùng của năm cũ 2020, một cái năm mà đầy biến động, đầy tai ương và dịch bệnh, thì kết thúc một năm mới rồi, thì sang một năm mới 2000 ngày mai sẽ sang một năm mới 2021, thì em chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một năm mới 2021 này sẽ thật nhiều thành công, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và để chào đón năm mới này thì riêng buổi bán hàng của tối hôm nay em sẽ bao phí ship, tức là em sẽ giảm phí ship cho tất cả các cô chú anh chị là 50% phí ship tất cả mọi đơn hàng ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí hôm nay thì em sẽ ưu đãi và bao giảm cho cô chú anh chị là 50% cái phí vận chuyển ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan chuỗi ngọc, một cái dòng hàng phải nói hoa cực kỳ là rực rỡ luôn cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì hàng đang bắt đầu là nhú nụ rất là đẹp như thế này, hoa bền đẹp và rất là dễ thuần nữa. Đẹp từ thân lá đến mặt bông hoa. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Hàng thời điểm bây giờ là nó đang xuống lá nên cô chú anh chị sẽ nhìn thấy những cái lá vàng cô chú anh chị nhé. Hàng rất là khỏe và đẹp luôn. Và hôm nay thì em về một cái lô hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc phải nói là cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thời điểm bây giờ là hạc vĩ bắc đang bắt đầu là sưng nụ hết rồi đấy ạ. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, sưng nụ sai chi chít luôn cô chú anh chị này. Nói chung là đang bắt đầu là sưng nụ lên rồi. Nên là cô chú anh chị lấy hạc vĩ tầm này sẽ có những cái suối hoa thật là tuyệt vời để ngắm ạ. Và đây là hạc vĩ bắc cô chú anh chị nhá. Hạc vĩ bắc hôm nay em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Hàng thân rất là khỏe mà nói là hạc vĩ thì nó cũng cây thì dài mà nó nên là nói chung là hàng này thì hàng giống như thế này là quá là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. 180.000 cho 1 kg hạc vĩ bắc ạ. Rồi tiếp theo sang bên này đây là hiện tại em còn có hoàng nhạn này. Hoàng nhạn tháng 4, cái hàng này thì em xin phép bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Dòng lan hoàng nhạn với cái sắc hoa trắng nuột nà và cái mùi hương thơm dịu rất là tuyệt vời ạ. Còn bên này đây là hoàng thảo hoàng lạp cô chú anh chị nhé. Hoàng lạp với giá em bán 120.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp sang bên này đây là dòng long tu đá. Long tu đá với thân căng mướt như vậy này, em bán với giá là 120.000 cho 1 kg ạ. Tiếp sang bên này đây là dòng dáng hương đuôi chồn ạ. Dáng hương đuôi chồn đây cô chú anh chị nhé. Dáng hương đuôi chồn thì em xin phép được bán với giá là 100. Dáng hương đuôi chồn em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Và dáng hương đuôi chồn tầm này thì cái cây thời điểm bây giờ khá là hanh khô nên là cây cũng có trong tình trạng là tóp lá. Nhưng cô chú anh chị yên tâm nhé. Lợi cân về cô chú anh chị ghép một dạo là căng lá và sang xuân là sẽ nứt nụ cho hoa. 160.000 trong 1 kg thôi. Và bên này đây là một cái long lô long tu xuân. Hôm nay mới về cực kỳ là đẹp luôn ạ. Hàng dài đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Đó, hàng thì những cây ngắn ngắn thì gần như em đã chọn lựa ra hết rồi. Và hàng này hàng dài đẹp để cô chú anh chị có thể chơi hoa làm giống rất là tuyệt vời. Em bán dòng long tu xuân này với giá là 220.000 cho 1 kg dòng long tu xuân nhá. Và bên này là em có một ít hàng ngắn này cô chú anh chị này. Hàng này hàng ngắn từ 20 cm đổ lại thôi. Và hàng ngắn này em bán 200.000 cho 1 kg chứ ạ. Cô chú anh chị vẫn chơi hoa và làm giống bình thường. Đó. Còn bên này đây là lô hoàng nhạn tháng 4, cực kỳ là xinh luôn, hàng cây lá xếp và đã chọn lựa rất là kỹ ạ. Đó, rất là đẹp như thế này, những cây lá xếp rất là xinh luôn. Hoàng nhạn này em xin phép được bán với giá là 450.000 cho 1 kg. Dòng lan
mà cái mùi hương thì có lẽ là không có loại, có thể là không có loại nào có thể thơm hơn hoàng nhạn. 450.000 cho 1 kg, em bán từ 0,3 kg trở lên. Và cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em ạ. Dạ. Một bó như thế này thì có những cái đầu ngọn như thế này chắc nó chỉ rơi vào khoảng tầm 100 g là cùng đây. Thôi đấy ạ. Bên này đây là hoàng thảo vảy rồng này, với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo vảy rồng ạ. Và bên này là trầm tím hàng rừng, một dòng lan dễ thuần dễ chăm, và hàng trầm rừng thì bao giờ cũng sẽ có sự sứt mẻ đầu ngọn một chút xíu nhất định cô chú anh chị nhé. Chứ nó không đẹp như hàng trầm vườn nhưng mà sức sống của nó thì rất là khỏe. Trầm rừng em bán với giá 850.000 cho 1 kg ạ. Và dòng long tu đá, dòng long tu đá thì lúc này em có bán hàng cân và em cũng sẽ bán theo phần này. Mỗi một phần như thế này em bán 50.000 thôi ạ. Và sang bên này thì em có cái dòng lan vũ nữ vàng mặt trời cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Dòng lan vũ nữ vàng mặt trời với bông hoa sắc vàng đậm đà. Hoa cực kỳ là bền và bông hoa rất là độc đáo đẹp. Vòi hoa vươn cao cô chú anh chị nhé. Vươn rất là cao, bông hoa to và rất là đẹp ạ. Và đây là một trong những dòng lan vũ nữ mà người ta trồng, nhà vườn người ta trồng và cắt cành nên là rất là dễ thuần dễ chăm. Người ta cắt cành để bán cành đấy ạ. Hoa thì rất là đẹp, dễ thuần dễ chăm ạ, và có hương thơm nhé cô chú anh chị nhé. Và một chậu vũ nữ vàng mặt trời như thế này này, với bông hoa đẹp một cách độc đáo, em bán một chậu như vậy với giá là 90.000 cho một chậu, với vòi hoa của nó rất là to, vươn cực kỳ là cao luôn cô chú anh chị ạ. Đó, giả hành cũng rất là khỏe cô chú anh chị này. Và hôm nay thì em lại cập bến mới một cái lô đai châu hàng Thái để cho cô chú anh chị mình chơi hoa Tết ạ. Châu hàng Thái để cô chú anh chị chơi hoa Tết cô chú anh chị nhé. Đây ạ, hiện tại thì mỗi một cây đang nhú từ 1 cho đến 2 nụ. 1 cho đến 2 nụ rất là đẹp đâu luôn ạ. Nhưng đa số là hàng một nụ thôi cô chú anh chị nhé. Nên là em khi mà em nhận đơn thì em sẽ chỉ nhận đơn là hàng một nụ thôi. Đây là cô chú anh chị này, xinh không? Đó, những cây đai châu từ 3 cặp lá trở lên hàng đều có nụ, nhú nụ khá là dài, có những cây nhú nụ khá là dài rồi. Đó, hàng sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình được ngắm hoa. Cây không lỗi lá, rất là đẹp luôn. Và một chậu đai châu Thái dễ chuẩn, dễ chăm. Và hoa cực kỳ là thơm luôn. Bền hoa thơm, rất nhiều màu sắc. Em bán đồng giá là 130.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 130.000 cho một chậu đai châu rất là đẹp như thế này. Ở đây thì em có các màu, đó là màu hồng phấn này, màu tím đốm, màu bò sữa và màu cam cô chú anh chị nhé. Đó, nó rất là nhiều màu. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái cây châu từ 3 cặp lá, có sẽ có 3 cặp lá rất là tuyệt vời như thế này. Và tiếp sang bên này đây là dòng giả hạc Di Linh Xuân, với dòng hàng đẹp từ thân lá đến mặt hoa và đặc biệt nở vào thời điểm Tết. Cây dài từ 15 cm trở lên, em bán với giá 80.000 cho một chậu giả hạc Di Linh Xuân ạ. Và tiếp sang bên này thì em có dòng lan hồ điệp lã bia, hồ điệp mãn thiên hồng, một trong những cái dòng lan hồ điệp đẹp nhất trong các dòng hồ điệp và hoa rất là bền ạ. Hồ điệp mãn thiên hồng, một chậu hai ngồng hoa để cô chú anh chị chơi hoa Tết như thế này, em bán với giá chỉ 85.000 cho một chậu thôi. Và cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em để giá là 80.000 nhá. Và tiếp sang bên này thì em có hai dòng hồ điệp khác nhé. Hàng mỗi một cây cũng hai nụ. Và đây là hai cái sắc hoa của cái dòng hồ điệp này, hai cái dòng hồ điệp này đấy ạ. Và mỗi một chậu cũng hai nụ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Đây nhá, mỗi một chậu như vậy lá tròn xoe và cũng sẽ có hai nụ này. Đó. Và một chậu như vậy thì em chỉ bán với giá là 60.000 thôi. À 65.000 ạ, em bán với giá 65.000 cô chú anh chị nhá. Đây, hai nụ, hai màu hoa tương ứng với hai cái loại cây là có vòi nụ cao và loại cây có vòi nụ thấp nhá cô chú anh chị. Như cây này là đã phân nụ rồi này. 65.000 cho một chậu hồ điệp hai ngồng hoa cực đẹp luôn. Và 5 chậu em để giá là 60.000 thôi, nó quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này thì em có những cái chậu thiên nga cô chú anh chị nhá. Những cái chậu thiên nga, hàng này chuẩn thiên nga chứ không phải là thiên nga cát tôm nhá. Chuẩn thiên nga thì cái bông của nó rất là bóng đẹp. Nói chung là rất là sắc nét luôn ạ. Và ở đây thì mỗi một chậu thiên nga như thế này thì giả hành rất là to luôn, to gần bằng cổ tay của em luôn ạ. Và đây là cái chậu thiên nga màu nâu đỏ nhá, nâu đỏ. Và những cái chậu như thế này với cái giả hành to bự như thế thì em nghĩ rằng chắc chắn hứa hẹn khi mà nó sổ hoa thì ít nhất là sẽ có hai cái chùm bông cực kỳ là to để cô chú anh chị được thưởng thức. Và hàng hiện tại đang bắt đầu chuẩn bị là nứt nụ thôi nên là cô chú anh chị sẽ được một bùa hoa trọn vẹn nhất ạ. Và những cái chậu thiên nga
đẹp như thế này. Em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Giả hành to bự tràng, hàng đang bắt đầu xuống lá để chuẩn bị nứt nụ chờ hoa và cũng đang chuẩn bị là chồi những mầm gốc mới ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái chậu, bên này là những cái chậu địa lan quân tử cô chú anh chị nhé. Một cái dòng hàng mang tính phong thủy rất là tuyệt vời. Ngoài cái tính phong thủy rất là tuyệt vời thì cái chậu lan quân tử này nó mang cái nó có tác dụng thực tế rất là tuyệt vời, đó là nó có thể giúp loại bỏ được những cái chất khí độc hại trong không khí, cũng như là có thể loại bỏ được những tia sóng điện, những tia sóng từ điện thoại hay là từ tivi. Cô chú anh chị có thể lên Google để search kiểm chứng những lời em nói ạ. Nó có những cái tác dụng rất là tuyệt vời như vậy. Nên theo em thì đây là một trong những dòng lan mà rất đáng sưu tầm. Nó đẹp từ thân lá và cũng như là đẹp từ mặt hoa luôn cô chú anh chị nhé. Đó, và một chậu như vậy thì em chỉ bán với giá là 70.000 cho một chậu thôi. Cây rất là to luôn, nhiều cặp lá to, nhiều cặp lá với giá chỉ 70.000 mà rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời. Bên này đây sẽ là những cái cốc trầm tím hàng rừng. Thân rất là nù như thế này, một chậu như vậy em bán với giá là 100.000 cho một cốc nhé. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 cốc em để với giá là 95.000 cho một cốc ạ. Sang bên này sẽ là những cái chậu giả hạc chớp Mỹ ạ. Giả hạc chớp Mỹ, một cái dòng hàng đột biến về mặt hoa cô chú anh chị nhé. Hiện tại, thời điểm hiện tại thì nó đang nứt nụ đều tăm tắp luôn. Hàng này sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình luôn đấy ạ. Sẽ chuẩn hoa Tết luôn cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt nó đột biến về kiểu dạng hoa, đột biến về mặt hoa. Ngoài cái kiểu dạng là đột biến về mặt hoa ra thì nó còn là một cái loại lan mà có hương thơm rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Và một chậu như thế này thì nó chiều dài sẽ từ 7-80 cm trở lên, bắn nụ rất là đều luôn cô chú anh chị mình này. Thân rất là mập và khỏe, hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhé. Chuẩn ươm ki luôn ạ, đây ạ. Cô chú anh chị nhìn mình nhìn. Hiện tại cũng đang bắt đầu là chuẩn bị lên nhú mầm gốc rồi. Và một chậu như thế này thì em xin phép được bán với giá là 280.000 cho một chậu thôi nhé cô chú anh chị nhé. 280.000 cho một chậu ạ. Và cô chú anh chị có thể lên nhiều trang. Em thấy là nhiều nơi người ta bán từ 60 cm, có nơi người ta đã bán trên 400.000 rồi. Đó. Đấy là những điều em nói rất là thực tế và em dám khẳng định rằng với những thân đẹp như thế này thì chắc chắn là sẽ không nơi nào mà người ta bán dưới 280. Em dám khẳng định như vậy. Đó. Một trong những dòng lan hàng giả hạc chớp Mỹ, một cái mặt hoa cánh chớp tím rất là độc đáo và rất là đẹp. Sang bên này đây thì em có những cái chậu phi điệp tím. Đây là những cái chậu phi điệp tím hàng cánh viền cô chú anh chị nhé. Đây này. Phi điệp tím cánh viền ạ. Đây ạ. Cánh viền tím và cái sắc tím, bông hoa rất là to luôn ạ. Và một chậu phi điệp tím như thế này, mỗi chậu sẽ có một thân hàng đang nụ này cô chú anh chị này. Tất cả là đều đang nụ, cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa Tết này. Hoa cực kỳ là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Đó, chiều dài của nó từ 5-60 cm trở lên, tất cả đều đang nụ. Em bán một chậu như vậy với giá là 150.000 nhá. À, cũng có những cái chậu là nụ rất là lớn rồi, nên là vận chuyển đóng gói cũng có thể là sẽ bị sứt mẻ nụ cô chú anh chị nhá. Nói chung là cũng em cũng không bao hẳn là chơi hoa Tết đâu đây này. Như chậu này là nụ rất là lớn luôn rồi đấy ạ. Đó. 150.000 cho một chậu phi điệp tím, hàng đang nụ về cô chú anh chị được thưởng thức hoa luôn. Cây cao từ 50 cm trở lên, nụ nhiều. Và sang bên này thì em có dòng địa lan cọp đỏ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Nói chung là dòng địa lan này này, ấn tượng về cái bông hoa của nó, đó là cánh rất là căng. Từ cái lưỡi của nó cong rất là đẹp và đặc biệt là cái môi hồng cực xinh luôn cô chú anh chị này. Đó, và có mùi hương thơm dịu nhá. Hoa rất là sai và đều, hoa căng đẹp như thế này. Đây là một chậu mà nó đã đang nở trước và độ bền của nó là chắc chắn là trên 2 tháng. Dễ thuần, dễ chăm, giả một chậu rất nhiều giả hành. Và nó sẽ có từ 3 chùm hoa, 3 cái ngồng hoa trở lên nhé, quý anh chị nhé. Sẽ có từ 3 ngồng hoa trở lên. Và một chậu như thế này thì em xin phép được bán với giá là 260.000 cho một chậu. Thực sự bên ngoài thì những ai đã được ngắm ở bên ngoài thì đều tấm tắc khen rất là xinh luôn về cái bông hoa của nó ạ. 260.000 cho một chậu thôi đây này, như cái cây okay này. Một bông vừa mới nở thôi mà đã cánh cong rất là tuyệt vời rồi ạ. Rồi tiếp theo sang bên đây, đây sẽ là những cái chậu giả hạc hồng ngọc. Cô chú anh chị cùng ngắm và thẩm cái mặt bông cho em ạ.
với cái sắc tím hồng ngọc rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Họng đỏ và sắc tím hồng ngọc quá tuyệt vời luôn ạ. Hoa quá gọi là quyến rũ luôn đúng không ạ? Ngắm bên ngoài thì thực sự là cực kỳ là mê luôn cô chú anh chị này. Hàng này hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị mình nhá. Hoa thì rất là thơm, sắc hồng ngọc quá quá đẹp. Và một chậu như thế này, đây là em gọi là chậu số 1 ạ, với thân 3 thân dài đẹp như thế này em bán với giá là 280 nghìn ạ. Và chậu số 2 với giá em cũng bán 280 nghìn cũng là một chậu 3 thân. Chậu số 3 rất nhiều thân ạ. Em bán chậu này với giá 280 nghìn. Và chậu số 4 cũng nhiều thân này, 4 thân cô chú anh chị nhé. Chậu này em bán 280 nghìn. Hàng hiện tại đang bắt đầu là xuống lá hết rồi cô chú anh chị nhé. Xuống lá chuẩn bị chờ hoa hết rồi ạ. Chậu tiếp theo là chậu số 5. Chậu này em bán với giá là 250 nghìn. Có 3 thân ạ. Và chậu số 6 với giá em bán là 280 nghìn cho chậu số 6 này. Và chậu số 7 này. Chậu số 7 này đây em bán với giá là 250 nghìn cô chú anh chị nhé. Chậu số 7 250 nghìn ạ. Và chậu số 8 với giá là 250 nghìn ạ. Và chậu số 9 này với giá em bán là 280 nghìn với 3 thân căng mướt rất đẹp luôn. Và chậu số 10 với giá em bán là 280 nghìn cũng là một chậu 3 thân rất là đẹp này. Chậu số 11. Chậu số 11 này với giá cũng 280 nghìn cũng là một chậu, chậu này 4 thân ngắn dài cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp sang bên này thì em có cái hình số 12 là một hình dáng hương đuôi cáo ạ. Hình dáng hương đuôi cáo 12 có 8 cây em bán với giá 170 nghìn. Hình số 13 7 cây em bán với giá là 10 cây ạ, 170 nghìn. Và hình số 14 có 7 cây em bán với giá 170 nghìn. Và sang bên này sẽ là chậu trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé. Trầm rồng đỏ, một cái dòng hàng nó nếu như nói hoa chơi hoa Tết thì có lẽ là không có loại lan nào có thể đẹp hơn cái trầm rồng đỏ, đáng chơi hơn trầm rồng đỏ nhá. Mà chơi không hề lãng phí luôn, hàng hiện tại đang bắt đầu là xuống lá để chuẩn bị chờ hoa Tết hết rồi cô chú anh chị nhá. Chuẩn bị là xuống lá và đang bắt đầu sưng mắt nụ để chuẩn bị chờ hoa Tết hết rồi. Thế dòng em nói rằng là cô chú anh chị chơi không hề lãng phí bởi vì là cái hàng này khi mà cô chú anh chị cắt sau khi chơi hoa xong rồi, cô chú các anh chị cắt ươm ki ấy, khi năm đầu tiên thôi thì nó đã cao trên 30 sen rồi. Cây khỏe và rất là dễ thuần, dễ chăm và dòng hàng chưa bao giờ hết hot luôn ạ. Hàng này thì không chỉ chơi hoa đẹp mà chơi thân lá cũng đẹp mà hương thì rất là thơm. Cô chú anh chị biết là trầm thì nó rất là thơm rồi. Em có cái chậu này này là chậu số hình 15. Có 3 thân rất là cao và đẹp như thế này. Chậu này em bán 600 cô chú anh chị nhá. Chậu số 16. Chậu số 17 ạ. Chậu số 17 này chậu 4 thân ạ. Chậu 4 thân này thì em xin phép được bán với giá là 800 nghìn ạ. 800 nghìn cho chậu này cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây là dòng giả hạc Di Linh Xuân lai với trầm rồng đỏ. Và cái dòng Di Linh Xuân này là cái cây mà người ta đã tuyển chọn cái mặt hoa rất là đẹp để người ta lai tạo giống với cái dòng trầm rồng đỏ. Tạo ra một cái bông hoa phải nói là một cái sự kết hợp hoa rất là hoàn hảo giữa hai cái bông hoa. Giữa hai cái bông hoa. Thứ nhất là cái bông hoa này á, cái sắc hoa nó giống với cả phi điệp. Nhưng cái bông hoa rất là to và cánh rất là tím đậm luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa to, tím đậm và cực kỳ là thơm cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào, một số cô chú anh chị nếu như đã được lấy hàng em bán năm ngoái rồi thì được chiêm ngưỡng hoa thì sẽ biết ạ. Hoa rất là to luôn. Cây không có lớn lắm nhưng mà hoa rất là to. Hình số 18 em bán 180 nghìn thôi. Đó, 180 nghìn cho hình số 18. Chậu này thì có tất cả là 4 thân ngắn dài luôn nhá. Và hình số 19, chậu này, hàng này thì sẽ nở hoa Tết hoặc hoa xuân ạ. Chậu này thì cũng có 4 thân ngắn dài này cô chú anh chị này. 4 thân ngắn dài rất là đẹp, chậu này em bán 200 nghìn. Và chậu số 20 ạ. Chậu số 20 em bán chậu này. Chậu này với giá em bán cũng là 200 nghìn. Chậu 21 em bán chậu này cũng 200 nghìn, chậu này cũng 4 thân cô chú anh chị nhé. 4 thân ngắn dài. Chậu số 22. Chậu này em bán với giá là 200.000. Chậu số 23. Chậu số 23 này em bán 180.000. Và chậu số 24. Chậu 24 này với giá là 180.000. Chậu 25 với giá cũng 180.000 ạ. Ba thân rất là khỏe đẹp nhá. Chậu số tiếp theo là chậu 26, cây cao rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. 180.000 cho chậu này ạ. 180.000. Để tối mai em sẽ lấy có mặt hoa giả hạc Di Linh Xuân lai trầm rồng đỏ cực kỳ là đẹp. Tím đẹp, khuôn bông hoa rất là đẹp luôn. Để cô chú anh chị cùng ngắm. Hình này là hình số 27 em bán 180.000 cô chú anh chị nhé. 180.000 cho hình này.
Và bên này thì em có Hải Vân Bắc số 28. Hải Vân Bắc thì hình 28 này. Em bán hình này với giá là 3 thân ạ. Hình này em bán với giá là 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cây nó hơi, nói chung là hơi 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 dập một tí do vận chuyển trên rừng ấy ạ. Em sẽ bán hình này với giá 100.000 thôi. Và hình tiếp theo hình số 29. Hình này thì có hai cây rất là to luôn. Cái hình này em bán với giá là 120.000 cho hình này. Hình số 30. Hình số 30 là hình này là của 4 cây. 4 cây rất là khỏe đẹp luôn cô chú anh chị này. 4 cây này em bán với giá chỉ 120.000 nhá. Mà nói về Hải Vân Bắc thì cô chú anh chị biết là độ quý và hiếm của nó rồi. Hình số 31. Hình số 31 này em bán với giá là 160.000. Hình này có 1, 2, 3, 4, 5 cây. 160.000 cho hình này. Ngoài ra em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Và B1 Thái 40.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá này. Phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá 30.000 cho một lọ. Keo liền da Mỹ Tiến với giá 40.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ. Thuốc trị đẹp và các loại sâu gây hại 20.000 cho một gói. Atonic 10.000 cho một gói. Duy đỏ với giá là 60.000 cho một ống. Duy xanh với giá là 50.000 cho một ống. Và cái kim kim bôm đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói. Cái bả sơn này 20.000 cho một gói này. Và cái bọc dây thít dài rất là nhiều luôn, em bán là 60.000 cho một bọc dây thít này. Dây buộc lan chiều dài 100m em bán với giá là 35.000 cho một cuộn nhá chú chị nhá, dây buộc lan ạ. Và đây là cái phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong tất cả mọi giai đoạn phát triển và đồng thời kích thích da rễ cực mạnh. Em bán với giá là 35.000 cho một hộp và có 20 túi lọc bên trong. Dưỡng chất AB. Dưỡng chất AB này em bán với giá là 85.000 cho một lọ này. Dưỡng chất AB của Ngọc Linh với giá là 75.000 cho một lọ. Và em có vỏ thông phân dê và than gỗ với giá là than củi ạ, nghiến của vùng Cao Bằng ạ. Với giá là 20.000 cho 1kg nhé, rêu rừng 50.000 cho 1kg. Đặc biệt vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy với giá là 40.000 cho một lọ. Rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời ạ. Diệt khuẩn làm sạch không khí và tạo cái mùi hương. Tạo cảm giác, mùi hương của nó sẽ giúp cô chú anh chị tạo cảm giác là sảng khoái và tạo cảm giác an thần rất là tuyệt vời. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có.